vườn này sử dụng áp khí 2 năm, và mình nhỏ thì mình chỉ so sánh cái độ hao da so với vườn cà phê sống kế bên như thế nào nha các bạn. Cái phương pháp áp khí á, cà phê nhỏ nó sẽ tiết kiệm cho cây mình tầm khoảng 6 lần. Như đây bạn thấy nè, năm nay cái miệng cạo nó tầm khoảng 1 gang tay hơn đó, thì so với cái một năm nó chỉ tốn tầm khoảng 1 gang tay, và cái miệng cạo nó khá là bé như thế này, còn nó chỉ tốn 1/3 so với miệng cạo bình thường thôi, thì một năm nó sẽ tính ra và cái dâm cạo nó sẽ lợi hơn so với là cái cạo truyền thống tầm khoảng như mức độ này tầm khoảng từ 5 đến 6 lần đó. Và cái này năm ngoái bên đây thì nó lành da cây khá là nhanh, tại cái miệng cạo nhỏ nên cái da cây nó lành khá là lẹ, và hiện tại là tới thời điểm này cái sản lượng của vườn áp khí nó vẫn cao hơn vườn cạo truyền thống khá nhiều đó. Cạo truyền thống thì như cái lô cây như thế này là cạo tầm khoảng 40 kg thôi, còn cạo áp khí thì sản lượng nó đối vụ cho khá tốt. Mình coi cái dấu mũ ở cái tôi mình biết, và những cây khô miệng như thế này, hồi xưa khô miệng thì áp khí thì mũ nó vẫn chảy đều đặn trong 2 năm, chứ không bị khô miệng trở lại, không bị khô miệng phía trên đây. Thì bây giờ ở đằng sau nó sẽ có một cái vườn cạo truyền thống, mình sẽ so sánh cái độ hao da cây của hai cái vườn như thế nào. Thì vườn này áp dụng 3 năm thứ 2 nó chỉ tốn chưa tới một phần hai cái so với cạo một năm cạo truyền thống, tại vì nó mất da cây nó tầm như thế này thôi, và cái độ dài của dâm nó cũng chỉ hơn 1 gang tay một chút thôi. Đó là cây BB260, cây R4 thì nó còn tốn ít hơn, và nó chỉ tốn là về cái bề rộng nó tốn bằng 1/3 so với miệng cạo truyền thống, về bề cao nó tốn tầm khoảng gần 2/3 so với cạo truyền thống. Và bây giờ là cái vườn cạo truyền thống phía bên cạnh như mình thấy nè, hiện tại là bắt đầu cạo đục lên cao khá là cao, tại vì khi mà cạo đục kiểu này á thì cái dâm nó tốn rất là nhiều, tại vì do cái độ xéo của cái đường cạo nó rất là cao nên cái hao dâm rất là nhiều đó, và phạm cực kỳ nhiều luôn. Và hiện tại là hai cái vườn này cùng một thời điểm bắt đầu, vườn bên đây áp khí và vườn đây tiếp tục cạo truyền thống, thì rõ ràng cái vườn áp khí nó khai thác được rất là lâu dài, còn vườn cạo truyền thống thì ngoài cái việc cạo phạm ra khá là nặng và cái da cây nó tốn cực kỳ nhiều. Như vườn này như thế này là qua năm sau là có thể là hành lý cây rồi đó, cạo tới gỗ rồi gỗ hết, tại vì cái công ở đây, công cạo đục nó khó, và cái cạo phạm cực kỳ nhiều. Như vườn này qua năm sau là mũ rất là kém nè, do bị phạm nặng quá, phạm hai bên. Còn vườn áp khí của chủ vườn bên kia thì gần như cái cây của mình nó rất là nguyên vẹn. Đây, những cây ở trong là cạo đục giả mang luôn. Đây đó, cạo lau gỗ hết, lau gỗ kinh khủng luôn. Đây, và mình quay lại cái vườn mà bên đây là hoàng áp khí, cùng thời điểm năm trồng với cái vườn này, nhưng mà chúng ta thấy rõ là cái da cây nó còn rất là nhiều và sản lượng khá là cao. Năm thứ hai cao hơn năm trước. Đây, năm đầu tiên chủ vườn áp khí cạo miệng nhỏ, đây giống đám nếp cấp cũ phía trên nè, và qua năm thứ hai đây như đây thì rõ ràng cái vùng da cây còn khá là nhiều các bạn, còn một mặt bên đây nữa, còn nguyên một mặt nguyên bên đây nè đó, và trên thân đó còn rất là nhiều, và cây phát triển tốt hơn nữa, tại vì nó không có bị mất vỏ da cây kia, thì nó không có bị tình trạng là bị hư. Đây, da cây còn khá là nhiều, nên đó là cái sự khác biệt là cực kỳ lớn. Đây, một năm chỉ có như đây thôi đó, và đây là năm ngoái, da cây còn rất là nhiều các bạn, nên cái phương pháp này và cái sản lượng nó năm thứ hai nó tăng hơn năm đầu đó. Bây giờ phương pháp này nó kéo dài cái thời gian khai thác ra rất là tốt, mà đồng thời là cái sản lượng nó năm sau nó cao hơn năm đầu, nó giúp cho chủ vườn nó đỡ cái công cạo đục và kéo dài thời gian khai thác hơn nhiều, và sản lượng nó sẽ tăng càng ngày càng tăng. Hôm nay anh thấy sao? Nhiều lúc anh bữa bận không có bơm khí được, à bữa
10 nhát luôn hết ạ. 10 nhát với không khí là vẫn có mũ còn. Dạ. Thì vườn mình bước qua năm 2 thì nó qua năm sau thì mình cái lượng khí mình dùng ít hơn và mình đỡ bơm hơn nhiều. Đỡ bơm năm nay nhiều thì qua một năm qua năm thứ 2 anh xài anh thấy sao? Cái lượng mũ nó ổn định không? Ổn định chứ. Dạ. Ổn định bình thường. Sản lượng nó tăng bao nhiêu phần trăm so với cái truyền thống mà cái hồi xưa của anh? Hồi đó anh không thì tăng thì có tăng đó chứ mà do hồi đó mình cạo ví dụ như 2000 cây là chia làm hai. Dạ. Chia làm hai một đêm như là cạo ngàn hơn ngàn. Dạ, được bao nhiêu ký anh? Ngàn hồi đó khoảng mấy canh không? Hồi đó mình cạo đã bình thường. Canh. Mà bây giờ chia ra 2000 cây đây mình cũng vẫn chia ra làm 3. Dạ. Bây giờ vẫn vậy, cũng bình thường vậy. Cũng, dạ. Cũng cùng một lượng mũ đó. Là có nghĩa là nó tăng được tầm khoảng 30%. Và độ bây giờ nó cao hơn độ hồi xưa. Cao hơn tầm khoảng mấy độ so với hồi xưa mình cạo? Xưa như tầm giờ này thì nó còn thấp mấy mà bây giờ vẫn còn 30 ra hơn 33. 33 là độ cao hơn tầm khoảng 5 độ. 5-6 độ. 27 cho đến 33, 5-6 độ. Còn sản lượng tăng tầm khoảng 30%. Và đặc biệt là cái phần da cây của mình tốn nó ít đúng không anh? Ừ. Có nghĩa là đối với cây mà tầm này thì cạo đục lên là nó sau bao nhiêu năm là hành lý? Nếu mà anh cạo đục, em thấy giống cái vườn gần đây nè, họ cạo đục mấy năm là họ phải cưa cây anh? Đục như anh cạo như ngắn vậy thì cạo gian lâu. Dạ không, cái vườn truyền thống á, thường cạo đục bao nhiêu năm là mình phải thanh lý. Dạ, em thấy có cái vườn sau lưng vườn anh á, hình như là cạo đục lên á, không biết cạo đục mấy năm rồi mà nó giữ vậy. Vườn đó. Dạ. Thì nó lắp xong cũng được đó, không cạo được, bây giờ nó cạo lên tốt suốt rồi. À, công cho một lượt. Cao chưa được. Cạo đến cao lên năm sau rồi, phải chắc phải hành lý đúng không? Cạo vườn mình cạo bên ngắn thì rõ ràng là cái vùng da cây nó tốn rất là ít. Nên cái khả năng mình cạo nó kéo dài nhiều. Mà không có bơm khí thì mình cạo hết nửa cây luôn. Dạ. Ví dụ mình đục giờ hơn nửa cây luôn. Nửa cây mà cái bơm khí như vậy là mình chia ra 1/4. Cái miệng cạo nó cao hơn cái này luôn anh. Cái chuyện dài hơn. Dài hơn. Dài đó. Dài hơn mà nó cao hơn đúng không anh? Ờ, nó cao hơn. Dạ. Nên làm này thì tính ra là tiết kiệm vùng da cây ít nhất là 3 lần này. 4-5 lần này. Tại vì cái này nó ngắn hơn. Dạ. Thì anh làm này qua năm thứ 2 anh cảm thấy là quen chưa? Quen rồi chứ, bây giờ làm này thì nói chung là cũng ổn định, cũng quen hết. Dạ, quen hết rồi đúng không? Kéo dài được thời gian khai thác, tăng sản lượng mũ. Và cái làm mình cũng đỡ cực hơn hồi xưa. Là độ nó cũng bình. Dạ. Độ nó cũng đều chứ nó. Độ nó vẫn cao hơn độ hồi xưa cạo. Hồi nay chụp cũng có hai mấy độ. Dạ. Bây giờ là 30 trở lên không? Dạ. Dạ. Và đặc biệt là tới thời điểm này là vườn cây cạo truyền thống này chắc là mũ giảm nhiều đúng không? Giảm nhiều rồi, giờ có người nghỉ rồi đó. Dạ. Cái thông tin là có người, mấy người đều nghỉ rồi đó. Dạ. Cũng người đã nghỉ rồi. Còn hiện tại vườn mình là hiện tại đang cạo bây giờ là được bao nhiêu canh anh? Giờ 4,5 canh, 5 canh. Là mấy trăm cây anh? Chia làm 3 là 700 cây, 4,5 canh, 5 canh. Căng 33 ký là tính giờ còn 150 ký. 150 ký mà thời điểm bây giờ là cạo truyền thống như thế này là chắc là còn tầm khoảng bao nhiêu anh nhỉ? Truyền thống như bây giờ chắc cũng có 2,5 canh, 3 canh nhiều. Dạ, là nhiều đúng không? Dạ. Là rõ ràng là cái này nó giúp giữ cái sức vườn cây lâu hơn đúng không? Năm nay thấy lá nó giữ. Dạ. Nó đụng lâu hơn là cái vườn cạo truyền thống. Dạ. Vì cái vườn bên kia cạo truyền thống đúng không? Mấy cái vườn cạo truyền thống thì kêu là rụng lá trước hết. À, rụng lá hết nè. Còn cái vườn bên đây là lá vẫn còn. Dạ, còn xanh còn. Lấy này lấy tết tết rồi. Sản lượng mũ vẫn giữ như mất 700 cây mà 700 cây đúng không anh? 700, 700 2 ngày chia 3 là 700. 700 cây mà được 150 ký là thời điểm này là cũng nhiều tốt. Nên làm cái này thì cái quan trọng là cái mình khai thác được lâu dài. Mình tăng cái khả năng khai thác mũ lên gấp mấy lần và nó sẽ sản lượng nó sẽ đạt. Chứ nó không có bị giảm giống như là cạo truyền thống rồi bắt đầu cạo đục lên cao nó giảm. Thế là cái miệng cạo nó ngắn, nó lợi được cái miệng cạo nó ngắn. Dạ. Nó ngắn. Nói chung là bây giờ so về cái công cán đi, là so với cạo truyền thống hồi xưa là cái này nó đỡ tốn công hơn mà. Thì nó đỡ tốn công hơn, thì làm nó khỏe hơn. Mình làm ban ngày không nó khỏe hơn. Dạ, đỡ tốn công hơn và mình làm đỡ cực hơn. Và đặc biệt là sản lượng mũ tăng hơn, độ tăng hơn và cây giữ sức hơn.
dưỡng sức hơn so với cạo cạo truyền thống, và đồng thời là cái da cây mình tốn nó ít hơn nhiều, nó ít hơn tầm khoảng 5-6 lần. Dạ. Yeah. Xung quanh đây họ có hay qua đây coi cái anh làm cái nào? Cũng có nhiều người lắm chứ. Dạ. Cũng nhiều người vô tham khảo biết mà. Dạ, thì càng nhiều năm thì người ta thấy là rõ ràng là cái lợi của cái này nó rõ ràng, nó lợi về cái phần khai thác được lâu dài và lượng mũ nó ổn định. Dạ. Cái này chắc quay về cạo truyền thống chắc là anh không làm đúng không ạ? Quay truyền thống cạo, miệng cạo nó dài như là mình phải đi bằng đêm. Dạ, nhưng năm ngoái là cái vườn trái cây đây là năm ngoái là vườn cao su mà anh làm không nổi nữa nên... Chắc năm ngoái trước khi làm cái này nè. Trước khi làm ký thôi, không làm nổi nên mới cắt. Dạ. Trước khi làm ốc ký là cắt do quá nhiều. Dạ. Mình nếu mà họ biết trước cái này thì để làm luôn cạo cái này thì khỏe rồi. Dạ, năm nay giá mũ cũng tương đối tốt rồi mình sống cũng ổn chứ. Dạ, cũng thu nhập cũng tốt. Dạ. Giá bữa nay cũng được 30 hả chồng? 30 hả? Dạ. Và đồng thời là cái gỗ mình để đến năm nào có giá mình bán thì nó tốt hơn. Năm nay tính ra giá gỗ cao hơn nhiều. Giá gỗ cao su cao hơn nhiều. Nên mình chủ động được thời gian mình bán gỗ chứ mình không có cần phải gọi là phải bán tháo về thì mũ rồi thôi. Dạ. Để về cạo cho mấy người bán gỗ làm gì. Dạ, ý em nói là chẳng hạn như mình kẹt tiền đi mình bán gỗ thì mình cũng có nguồn thu, rồi mình đợi cái thời điểm mà giá gỗ cao mình bán, chứ tội tình thì mình không bán ở những thời điểm mà giá gỗ nó thấp. Mà đặc biệt là cây sử dụng áp khí, anh thấy là cái sự phát triển cây nó có to hơn, to hơn cây truyền thống nhiều mà. Dạ. Dạ, em cảm ơn anh. Còn nhiều không? Dạ, còn nhiều anh. Mấy cái vườn bên kia là rụng hết rồi kìa. Chưa cành hết rồi. Lá thì nói chung là cái cây thì nó rụng trước hay sao? Dạ, cây thì không rụng trước. Áp khí lúc nào cũng rụng trễ hơn, nhưng mà phải làm đúng cách thì nó rụng trễ hơn. Như khi mà bào quá, làm sai cách thì nó rụng còn sớm hơn, nó rửa giữa mùa nó rụng nữa. Thì mình làm không đúng phương pháp hoặc là khí nó không chuẩn thì đôi khi nó cây nó chịu không nổi, nó rụng. Còn nếu mà mình làm khí chuẩn và đúng cách thì như vườn này là thời gian khai thác lâu hơn vườn cạo truyền thống tầm khoảng một tháng nữa. Dạ, kéo dài được thời gian khai thác hơn nữa. Năm nay thì giá mũ cao thì có khả năng là mấy đại lý không mua mũ họ cũng mua lâu hơn so với bình thường. Dạ. Rồi em cảm ơn anh vì bài phỏng vấn. Dạ. Tháng hai tháng nó lên tới 38-39. Dạ đúng rồi. Nó tụt là xuống mấy giá rồi, giờ cũng còn 30 là nói chung là cũng ổn rồi. Dạ, 30 là cũng ngon rồi. 30 là cũng đủ được sống được cái cao su. Hai mấy. Dạ. 4, 5, 6. Năm ngoái là giá thấp với lại cực quá anh mới chuyển qua cái này. Năm nay thì ngoài cái đó thì giá cao hơn thì mình sống khỏe, mình sống tốt. Dạ. Dạ em cảm ơn anh nhé. Rồi, cảm ơn.